Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Design của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tách tóc ra khỏi background. Không nói nhiều nữa, mình sẽ vô hẳn vấn đề luôn. Đầu tiên chúng ta có một bức hình cô gái và bãi biển như thế này. Mình sẽ nhân đôi background lên. Rồi tiếp theo các bạn vô Properties, chọn cho mình Remove Background. Nó sẽ tự động cắt những cái tóc và bức cô gái ra khỏi bãi biển. Rồi bây giờ nó đã tách xong, mình sẽ tạo cho nó một cái background bằng cách chọn Soy Color, để màu xanh cho nó dễ thấy. Rồi đừng đậm quá nha, để mờ thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ di chuyển nó xuống. Rồi chúng ta quan sát thấy rằng những cái tóc con có những chỗ nó bị mờ và có những chỗ nó đã bị mất. Và nhiệm vụ của chúng ta là lấy lại những cái tóc đó. Và ở vị trí này nó đã bị mất đi một phần của cánh tay của cô gái và mớ tóc. Bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ Gauss và lít vô cái mặt nạ. Và các bạn để màu trắng nha. Rồi chúng ta chỉ việc bôi, nó sẽ lấy lại. Xong. Rồi. Tiếp theo các bạn tạo cho mình một cái layer và đặt tên, đó là tóc. Rồi các bạn lip in mask cho cái layer đó, để nó áp lên cái layer background copy. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn công cụ Gauss và hút màu bằng cách giữ phím Alt+ hút màu của cái tóc. Rồi lưu ý là để hardness thấp thôi. Rồi các bạn chỉ việc bôi và nó sẽ lấy lại những cái phần tóc con. Hạn chúng ta không nên bôi vào sâu quá nha, như vậy là nó đã tô rồi. Rồi chúng ta chỉ việc bôi ở phía ngoài thôi, để nó lấy lại những cái tóc con. Rất đơn giản đúng không? Rồi, chúng ta chỉ việc bôi ở phía bên ngoài, nó sẽ lấy lại những phần tóc con đã bị mất và bị mờ. Rồi, chúng ta để ý là hay rằng ở cái phần tóc như thế này nó đã bị lem. Bây giờ và cách xử lý của chúng ta là chúng ta sẽ chọn Gauss. Rồi để màu trắng, để màu đen. Rồi các bạn lít vô mặt nạ nha. Rồi chỉ việc bôi, cẩn thận nó sẽ bị lem vô cái tóc. Rồi, những cái phần lem này mình sẽ bôi cẩn thận để nó không có bị lem. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng bôi nhé. Rồi, chỗ này cũng vậy. Như vậy là video đến đây đã kết thúc. Mình đã tách xong cô gái và lấy lại phần tóc con ra khỏi background bãi biển. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công và mong là các bạn sẽ ủng hộ mình một like, một comment, một subscribe và đừng quên share video này đến nhiều người biết hơn. Và kênh YouTube của mình sẽ cung cấp và cập nhật những kiến thức về graphic design đến cho tất cả các bạn. Chào tạm biệt các bạn.